Em trẻ thế như say, vô vài những thắc mắc, hiến hồn như mây bay, bước chân vào trường với bao điều mới lạ nhưng đừng lay vì anh chỉ sẽ cầm tay. Biết bao là hoạt động xịn lắm cơ, đoàn thanh niên giúp cho em không bỏ lỡ. Hy vọng sẽ giúp em luôn nắm chắc các hoạt động, đỡ phải dính và dõi theo mình như tơ. Làm một cốc latte cho xoa dịu đi bỡ ngỡ, bắt đầu ngày mới với mái trường đầy nến thơ. Anh chị nguyện ở đây để dắt tay em vào cửa, vì ngoại thương là nhà, là một nửa yêu thương. Chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào.